Đặng Văn Lâm đã có ít phút để tham dự trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản, nhưng điều đó có lẽ là chưa đủ. Đây mới là sự trở lại thực sự. Và cả hai đội tuyển đều có mục đích riêng của mình. Đối với đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay thì tôi quan tâm đến vị trí của trung vệ Andrew năm 2023 được diễn ra tại Ấn Độ. Với việc ngày hôm nay Đặng Văn Lân đeo băng đội trưởng, đó là một điều khích lệ tinh thần cho thủ môn đã rất lâu rồi không bắt cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và lấy lại cảm giác cho mình. Trước kia chúng ta đã thấy Đặng Văn Lân đã thời điểm mà V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung của đội tuyển này của đội tuyển Việt Nam thì có Adriano Smith và Đức Chiến là những cầu thủ không chiến tốt. Một pha ra vào bắt bóng rất tốt của thủ môn Đặng Văn Lâm. Rất lâu rồi chúng ta mới có thể thấy thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một tình huống phán đoán và pha bóng khá hay, cú sút không vào. Phản xạ tuyệt vời của Đặng Văn Lâm. Thủ môn của chúng ta chơi hay, những hàng phòng ngự của chúng ta vừa rồi chắc chắn là phải rút ra được bài học kinh nghiệm. Ta sẽ cùng xem lại cú sút của cầu thủ Afghanistan. Và đúng là chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm thì đội tuyển quốc gia Việt Nam mới thoát khỏi bàn thua. Vừa rồi là cú đá rất hay của Amit Popanjay sau các đồng đội. Cơ hội dành cho đội bóng đỏ. Cú sút trái không vào. Lại là khả năng kiểm soát tốt của Đặng Văn Lâm. Hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể rút ra được những gì khi để cho đối phương có được hai cơ hội dứt điểm cho tới thời điểm này và đều gây khó khăn với thủ môn Đặng Văn Lâm. Và chúng ta có thể thấy chúng ta đã bị đối thủ pressing ngay. Có lẽ không phải là một vấn đề gì quá lớn. Vị trí xung quanh về hỗ trợ bọc lót. Và chúng ta có thể thấy một pha qua người rất nguy hiểm. Không vào. Một tình huống đảo chân và tốc độ thì anh đã có thể làm nên chuyện. Thêm một tình huống dứt điểm nữa của đội khách nhưng bóng không đi trúng đích. Và dứt điểm vừa rồi là của Omid Pompasay. Các tuyển thủ Afghanistan cũng không ngần ngại để thực hiện những tình huống dứt điểm từ xa để chuẩn bị cho SEA Games 31. Huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng gần như là tối đa các cầu thủ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Không được Quang Hải, một cầu thủ có thể kiểm soát bóng tốt ở khu vực sân nhà. Đó là pha ra vào rất chính xác của Đặng Văn Lâm. Sayeste đứng căng ngang, rất nguy hiểm. Không vào. Chúng ta thêm một lần nữa có thể thấy rằng Đặng Văn Lâm đã có pha ra vào tốt. Bên phía hành lang cánh trái của Văn Vĩ cũng đang bị đội tuyển Afghanistan khoét rất nhiều. Ở trong hiệp 1 cũng đã có những tình huống họ tấn công bên phía mà cầu thủ số 12 đội tuyển quốc gia đang chiếm giữ. Và vừa rồi là một tình huống có vẻ như vào sân ở trong hiệp 2 đều là những cái tên quen thuộc của huấn luyện Park Hang-seo. Văn Lâm cùng với Adriano Smith đang là những sự trở lại và những sự thử nghiệm có lẽ là ưng ý nhất với những gì mà họ đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Sự trở lại chắc chắn của Đặng Văn Lâm trong hiệp 1 ngay từ pha bóng, hàng loạt những sự điều chỉnh và thay đổi. Văn Lâm lại một lần nữa mang ra kịp thời. Và nếu đúng theo nhận xét chủ quan của tôi thì bây giờ đội tuyển Việt Nam có thể thấy rằng các cầu thủ của đội tuyển có thể nói đây là một pha bóng ta đã phòng ngự tốt hơn và có phương án phản công sở trường. Kim Tuấn Hải đã là cầu thủ thực hiện tốt. Lỗi việt vị. Một trận đấu mà Đặng Văn Lâm đánh dấu sự trở lại thực sự của mình trong khung thành của đội tuyển Việt Nam với những tình huống phản xạ xuất sắc. Những gương mặt mới cũng đã